Song Hye Kyo vướng nghi vấn hẹn hò đại gia Hồng Kông và thái độ của người trong cuộc. Hậu ly hôn, mọi động thái của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki luôn nhận được sự quan tâm và tò mò của đông đảo dư luận. Không ít những tin đồn cùng những ồn ào xoay quanh đời tư của cặp đôi hậu ly hôn khiến dư luận xôn xao, từ chuyện quay lại với tình cũ huyền bin của Song Hye Kyo cho đến chuyện cặp kè của Song Joong Ki, tất cả đều tạo nên một bức tranh đa sắc màu của cặp đôi đình đám nhất xứ Hàn. Giữa nhiều ồn ào tin đồn, Song Hye Kyo vẫn một mực giữ im lặng và để tin đồn lắng xuống. Mới đây, một nguồn tin của truyền thông Trung Quốc bất ngờ tiết lộ một sự thật gây chấn động khi cho biết Song Hye Kyo hẹn hò và muốn tái hôn cùng một tỷ phú người Hồng Kông. Trên thực tế, tin đồn này đã râm ran từ lâu, nhưng đến nay bỗng nhiên lại rầm rộ trở lại và nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Hiếm ai biết rằng, Hồng Kông chính là nơi mà Song Hye Kyo thường xuyên ghé thăm mỗi khi có sự kiện quảng bá hoặc du lịch. Đây cũng là nơi được cho cô sẽ tham dự vào dự án phim sau khi tái xuất K-pop. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng cơ sở xác thực, nhưng trên thực tế, việc Song Hye Kyo đến Hồng Kông để tham dự sự kiện là thật và điều này được cho vì công việc. Các tài sản ảnh kỳ cựu cũng khó có thể bắt gặp được cảnh cô hẹn hò cùng bạn trai bí mật. Trong vòng một năm trở lại đây, do dịch bệnh, nữ diễn viên cũng hiếm khi ra nước ngoài dự sự kiện. Trong nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông, Song Hye Kyo cũng khẳng định thời điểm hiện tại cô muốn tập trung vào công việc cũng như những người mà cô yêu thương, thay vì tốn thời gian và cảm xúc cho những tin đồn thất thiệt. Đây cũng không phải lần đầu Song Hye Kyo vướng vào những tin đồn thất thiệt khó kiểm chứng. Còn nhớ vào thời điểm hậu ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo tưởng bị dìm xuống bùn đen khi dính tin đồn cặp kè cùng đàn em thân thiết với Song Joong Ki là Park Bo Gum. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Song Joong Ki đệ đơn lên tòa án ly hôn sau hơn một năm chung sống. Trước những tin đồn thất thiệt này, Song Hye Kyo hoàn toàn giữ im lặng, trong khi đó, phía đại diện của Park Bo Gum lên tiếng phủ nhận. Dù vậy, chuyện anh em trên bến dưới thuyền là Song Joong Ki và Park Bo Gum bỗng dưng tách ra không còn chung công ty sau tin đồn cũng khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi về những lời đồn đại họ ly hôn. Ở thời điểm hiện tại, Song Hye Kyo dành phần lớn thời gian của mình để tập trung vào công việc khi cô quyết định tái xuất K-pop với một loạt các dự án phim mới đáng được mong đợi. Nhiều người cho rằng đây chính là cách Song Hye Kyo dằn mặt chồng cũ sau nhiều ồn ào, chứng tỏ sức trỗi dậy mạnh mẽ của một người phụ nữ độc thân đã từng bước qua đổ vỡ của một cuộc hôn nhân không hoàn hảo. Theo đó, vợ cũ Song Joong Ki xác nhận sẽ có mặt trong dự án phim Now We Are Breaking Up và bộ phim sẽ lên sóng vào nửa cuối năm 2021. Nội dung của bộ phim nói về chuyện chia tay của một cặp đôi và cô đã vào vai Ha Jo-eun, một người đứng đầu của đội ngũ thiết kế công ty thời trang, là một người lạnh lùng và thực tế, thông minh cũng như xinh đẹp. Ha Jo-eun là một người phụ nữ tự chủ và nhạy cảm với xu hướng. Đây được xem là dự án phim thứ hai mà người đẹp quyết định tham gia sau thời gian dài vắng bóng khỏi màn ảnh. Trước đó, sự trở lại của nữ diễn viên khi đồng ý hợp tác cùng nhà biên kịch đình đám Kim Eun Suk trong sản phẩm The Glory được xem là cú tát vào mặt của chồng cũ Song Joong Ki, khi đây chính là nhà biên kịch đã nối duyên giữa cô và Song Joong Ki trong dự án Hậu Duệ Mặt Trời. Động thái cô liên tiếp nhận liền hai bộ phim cho thấy Song Hye Kyo đã hoàn toàn sẵn sàng để trở lại đường đua với chồng cũ, khi mới đây Song Joong Ki đã gặt hái được nhiều thành công với loạt vai diễn trong Vincenzo. Hậu ly hôn 2 năm, Song Hye Kyo và Song Joong Ki liên tục được đặt lên bàn cân so sánh về độ nổi tiếng cũng như sự nghiệp hậu ly hôn. Tuy nhiên, có một sự thật là sau khi đường ai nấy đi với Song Hye Kyo thì dường như sự ảnh hưởng cũng như ánh hào quang mà Song Joong Ki có trước đó gần như bị sụt giảm. Nam diễn viên thậm chí còn liên tiếp dính phận đen khi hàng loạt các bộ phim mình tham gia đều không nhận được nhiều phản hồi tích cực, thậm chí nhiều dự án phim phải hoãn lên hoãn xuống trước khi được công chiếu chính thức. Sau Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki thực sự chưa tạo ra được dấu ấn mới cũng như chưa vượt qua được cái bóng quá lớn trong quá khứ của chính mình. Trong khi đó, về phía Song Hye Kyo, cô dành phần lớn thời gian để tập trung vào các dự án quảng cáo và những chuyến đi du lịch tận hưởng cùng bạn bè trước khi quay lại với bánh xe công việc. Mặc dù trong suốt 2 năm không có bất kỳ sản phẩm nào ấn tượng, nhưng cô vẫn đứng chễm chệ trên bảng xếp hạng nghệ sĩ có ảnh hưởng ở nước ngoài nhiều nhất.